Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Tác phẩm được mệnh danh Thanh Minh Thiên Hà Đồ của thể loại Tân Giang Hồ. Kiếm Hiệp Quyển 10 chương 7 huynh đệ, hồi 1 Đêm khuya tĩnh lặng, vạn vật im ắng, tháng chạp gió lạnh, cố thiến hề thấy đã quá muộn, đã ở trong phòng nghỉ ngơi. Hôm nay nàng bị mẫu thân và di nương của mắng một trận, Tiểu Hồng cũng bị phạt không được ăn cơm, xem như đối với chủ tớ hai người có chút khiển trách nhỏ. Chuyện ở nhà coi như đã chấm dứt, cổ thiền hề lại không yên lòng, chỉ vì nàng trong lòng nhớ mong Lưu Vân. Buổi chiều nhìn thấy hắn vội vàng chạy ra ngoài, đến giờ bóng dáng không thấy, trong lòng không khỏi lo sợ. Nàng ngồi một mình bên cửa sổ chờ đợi Lưu Vân, chợt nghe bên cửa sổ truyền đến một tiếng âm thanh nhỏ, cổ thiền hề trong lòng vui mừng biết lưu vân đã trở lại nàng vội vàng đẩy cửa sổ nhìn xung quanh quả nhiên thấy lưu vân đang đứng ở trong viện xí ngốc nhìn mình gió lạnh quất vào mặt bông tuyết bay vào trong phòng cố thiến hề nhịn không được run lập cập nhẹ giọng nói bên ngoài lạnh như vậy chàng mau vào đi lưu vân khẽ mỉm cười nói ta trèo tường vào không kinh động cổ bá bá đi vào không tiện cổ thiến hề xinh đẹp cười nói, chàng không vào, thì ta ra ngoài. Lập tức lấy một chiếc áo khoác lông, khoác lên vai, sau đó trèo ra ngoài cửa sổ. Lưu Vân đứng ở phía dưới, giang hai tay, ý bảo nàng nhảy xuống, cổ thiền hề hai mắt nhắm nghiền, thả người nhảy, đáp xuống trong lồng ngực của Lưu Vân. Lưu Vân cười nói, xem ra nàng càng về sau trốn nhà rời đi, càng học càng hư rồi. Cổ thiên hề nằm trong khuỷu tay hắn, khẽ cười nói, đi theo người vô lại thế này, muốn không xấu cũng khó. Lư Vân cười ha ha, ôm nàng nâng chân nhẹ nhàng nhảy lên cây, nhảy liền mấy cái, đã ngồi ở trên ngọn cây. Gió lạnh thổi qua, mây mù dày đặc, che kín bầu trời đầy sao trăng, xung quanh tối đen. Cố thiến hề dựa vào trong lòng ngực tình lang, mặc dù thể cục trong chiều rất căng thẳng, trong lòng nàng lại cảm thấy bình yên vui vẻ. Lư Vân cười nói, thiến hề, Triều đình đại hỏa, nàng có sợ không? Cổ Thiên Hề lắc lắc cổ của nàng, nói, chỉ cần cùng ở bên chàng, cái gì đều không quan trọng. Lư Vân hôn lên khuôn mặt ủng hồng của nàng, nói, nếu ta bỗng nhiên chết, nàng sẽ thế nào? Cổ Thiên Hề sừng sốt, run giọng nói, chàng. Chàng đang êm đẹp, nói điều này làm gì? Lư Vân mắt nhìn phương xa, mặt lộ vẻ chua xót, lại không đáp lời cố thiền hề vốn là thông minh nghe hắn vừa nói như thế đã đoán được một chút nội tình run giọng nói chàng bằng hữu của chàng đã xảy ra chuyện đúng không lư vân nhìn nàng một cái yên lặng gật đầu cổ thiến hề trong lòng sợ hãi nắm chặt bàn tay hắn run giọng nói lư lang chàng chàng có phải định làm chuyện gì ngu ngốc phải không lư vân thấp giọng nói không giấu nàng tần tướng quân bị giam trong thiên lao chưa mai sẽ bị xử trảm, ta muốn cứu hắn. Cổ thiến hề run rẩy cả người, nói, chàng muốn cứu người. Chàng, chàng đây là đi chịu chết. Lư Vân hai mắt trông về phía chân trời đằng xa, nhàn nhạt, nhạt nói, sinh là thứ ta muốn, nghĩa cũng là thứ ta muốn, từ bỏ sinh mạng vì chính nghĩa, cũng là bản chất con người chăng. Hắn thở dài, nói, dù có như thế nào, ta đều phải đánh cuộc lần này. Cố Thiến Hề rơi nước mắt, khóc nức nở nói, hy sinh vì nghĩa. Còn ta thì sao? Lưu Vân Khế vén tóc nàng, buồn bã nói, nàng bản tính thông minh, tư dung mỹ mạo, nếu ta không may bị bắt, thiếu ta nàng cũng có thể sống một mình. Cổ Thiến Hề khóc lớn, ta không cho phép chàng làm chuyện ngu xuẩn. Trong chiều hiện nay náo loạn, nếu chàng muốn mạo hiểm cứu người, chắc chắn là đi chết. Nói rồi bắt lấy cánh tay Lưu Vân, hét to chàng không được đi không được đi cổ thiến hề hét to mọi người trong phòng nghe thấy đều chạy ra viện để xem lưu vân biết cổ tự nguyên sắp ra nên vội vàng nói chúng ta gặp nhau trong viện đừng để người nhà biết được ta đưa nàng trở về phòng cổ thiến hề biết hắn lần này rời đi là đi đánh cuộc làm điều gì đó ngu ngốc lập tức ôm chặt cánh tay không buông khóc dòng nói lưu vân ta không cho chàng đi tràng ngoan ngoãn ở trong nhà của ta, nơi nào cũng không cho đi. Lưu Vân lắc đầu, duỗi tay ôm lấy Cố Thiến Hề, xoay người xuống cây, sau đó hạ tay xuống, đặt cô xuống đất. Gia đình nghe thấy tiếng hét của tiểu thư, vốn tưởng là kẻ bắt cóc, nhưng khi thấy là Lưu Vân, đều biết hắn là cô gia tương lai, bèn thối lui, không muốn quấy rầy hai người bọn họ nói chuyện. Hai người yên lặng nhìn nhau. Lúc này Cố Thiến Hề đã khôi phục lại bình tĩnh nàng lau nước mắt ngừng khóc, chỉ xinh sắn mà đứng ở trong viện, nhìn chăm chú Lưu Vân. Lưu Vân không muốn nhìn vào mắt nàng, chỉ nghiêng đầu nhìn xuống đất. Lúc này nhị di nương cũng đã đi ra, vừa thấy mặt Lưu Vân, cả giận nói, lại là tên tiểu tử ngươi. Nửa đêm ở sân nhà ta làm gì? Lưu Vân liếc nhìn di nương, nhớ lại chuyện trước kia, đột nhiên lại có cảm giác thân thiết. Trong tình hình hỗn loạn này, có lẽ chỉ có nhị di nương hung hãn như vậy mới có thể bảo vệ cố phủ. Trong mắt hắn hiện lên sự dịu dàng, nói, di nương, tiểu thư về sau phải làm phiền người. Nhị di nương nghe thấy những lời nói gở này, đầu tiên là sừng sốt, sau đó lớn tiếng mắng, người nói bậy bạ gì vậy? Tiểu thư không nhờ ta, còn có thể phiền ai? Chẳng lẽ phó thác cho tên vô lại ngươi sao? Nói rồi bắt đầu chửi mắng Lưu Vân không tuân thủ giáo dưỡng lễ phép bắt cóc cổ tiến hề xuôi nam, cứ lại nhảy không dứt. Lưu Vân có mâu thuẫn với nhị di nương, trước đây khi nghe bà mắng mỏ và chế nhạo, sẽ tức giận, lúc này nghe xong một lúc lâu, lại không cảm thấy gì, trong lòng chỉ thấy mơ hồ một tia bi thương của sự chia ly, hắn thở dài, thấp giọng nói, thiến hề, ta đi đây. Cổ thiến hề nghe vậy khẽ run lên, nàng đi tới, nắm cổ áo Lưu Vân, nhẹ giọng nói, nếu chàng nghĩ đến phần tình cảm này, chưa ngày mai gặp ta tại đỉnh hóng gió thành nam. Nói rồi xoay người vào nhà, không hề mở miệng khuyên bảo. Lưu Vân hít một hơi thật sâu, chưa mai tần trọng hải xử trảm, nếu hắn đến chỗ hẹn với cổ thiến hề, chắc chắn sẽ không thể cứu người. Hắn ngẩng đầu nhìn lên lầu 2, thấy khuê phòng của cố thiến hề đã thắp đèn dầu, trong đêm tuyết lạnh lại khiến người ta cảm thấy ấm áp. Lưu Vân khế thở dài, thầm nghĩ, thiền hề, chính nghĩa phía trước, ta không có lựa chọn nào khác, mong nàng tha thứ cho ta. Lập tức hắn nhấc chân bay ra khỏi tường. Nửa đêm, Lư Vân kéo một chiếc xe dọc theo con phố, mấy vị công khanh đều tới tra hỏi, hắn đều ngoan ngoãn cống lên ngân lượng đẩy đi. Đi được đến gần hình bộ, hắn để xe đẩy ở bên đường, sau đó nhấc tay nải bên trong chiếc xe đẩy. Tay nải này nặng dị thường, cho dù hắn có nội lực rất lớn, cũng cần hai tay dùng sức mới có thể vác được, không ai biết bên trong là thứ gì. Lưu Vân mang theo tay nải to, đi vào bên trong khách điểm, nói với trưởng quầy, "Cho ta một phòng gần đường, có giường càng lớn càng tốt." Mấy ngày nay kinh thành đại loạn, khách đến cũng không có, trưởng quầy vừa nghe phân phó, vui mừng khôn xiết, khách quan đến đúng lúc, tháng này không có nửa mối làm ăn đến cửa, phòng trống còn rất nhiều. Ngài muốn giường lớn ta sẽ sắp xếp liền, mười nữ nhân cũng có thể ứng phó. Nụ cười dâm đãng đầy mặt, khom người vái chào, thuận theo ý muốn của Lưu Vân, cấp cho một gian thượng phòng. Lưu Vân thấy gian phòng gần đường, giường cũng rất rộng, khá hài lòng, thường bạc xong liền tự mình đóng của lại. Lập tức cởi bỏ tay nải, lấy ra tất cả mọi thứ, bao gồm một cái sảnh lớn, một bản đồ của kinh thành và hàng chục chiếc cọc gỗ chỉ là trong hành lý hình như có dấu vật gì đó không ai rõ. Lưu Vân đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy cách đó không xa là đại lao hình bộ. Lưu Vân thấp giọng cầu khẩn, thầm nghĩ, thành hay không, phải xem tạo hóa của ông trời. Đang định đóng cửa sổ lại, đột nhiên nghe thấy dưới cửa sổ truyền đến một thanh âm trầm thấp, nói, Lưu huynh đệ, tính ta một phần đi. Lưu Vân sửng sốt, vội vàng thò đầu ra ngoài, chỉ thấy một nam nhân cao lớn ngồi dưới cửa sổ, quay đầu nhìn hắn. Người này có bờ vai rộng, khuôn mặt chữ điển nghiêm nghị, không phải là ngũ định viễn sao. Sắp tới chính ngọ, hình bộ thiên lao mở ra, một đám quan sai chỉ còn chờ áp giải phạm nhân ra, đưa đến ngọ môn chém đầu. Hoàng đế hạ thánh chỉ liên đới, nói rõ nếu cướp ngục cứu tần trọng hải, liễu ngang thiên sẽ phải gánh vác chịu tội, ngăn không cho liễu môn thừa cơ gian lận chỉ là giang sung tâm cơ tàn nhẫn tuy có thánh chỉ phòng bị nhưng hắn vẫn rất cẩn thận vẫn mời liễu ngang thiên cùng giám sát xử trảm còn nói rõ ngũ định viễn và dương túc quan cùng phải đi theo dương túc quan có tới hay không giang sung cũng không để ý ngũ định viễn là người duy nhất hắn không yên tâm người này thân là truyền nhân thiên sơn võ công cao tuyệt nếu hắn giấu mặt cướp mục sợ rằng không ai ngăn cản được cũng là vì thế mới muốn ngũ định viễn đến pháp trường cũng có thể theo dõi chặt chẽ hắn. Giang sung canh giữ ở pháp trường, nhìn thấy liễu ngang thiên ngồi ở một bên, ngũ định viễn, dương túc quan, vi tử tráng ngồi ở phía sau, liền pha trò nói, đều nói liễu môn các người nhân khẩu quá đông, lần này đỡ gai mắt hơn rồi, quả nhiên yên tĩnh không ít. Hầu ra ngài cảm thấy thế nào? Mọi người nghe xong lời này đều vô cùng tức giận, liễu ngang thiên sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nói, Giang Thái Sư, nếu muốn nói chuyện, 20 tháng chạp đến đại lý tự nói đi. Từ thiết đầu muốn cùng ngươi nói vài câu. Hai bên đấu võ mồm, ai cũng không nhường ai, chỉ là hôm nay sử trảm không phải người khác, mà là thủ hạ yêu quý 10 năm được trọng dùng của Liễu Ngang Thiên, Tần Trọng Hải, dù cho Liễu Ngang Thiên trời sinh tính sắt đá, cũng không thể vô cảm, huống chi tình cảm giữa hắn và Tần Trọng Hải thành thật mà nói như phụ tử. Giang Sung thấy hắn sắc mặt trầm trọng, khi nói chuyện đôi tay run nhẹ đắc ý rất nhiều tất nhiên là phải mở miệng giễu cợt một phen mọi người đợi một lúc phạm nhân vẫn chưa thấy đến dương túc quan họ một tiếng nói làm sao đến muộn vậy định viễn phiền huynh ra đường xem một chút ngũ định viễn đang định đáp ứng chợt nghe giang sung cười lạnh nói dương túc quan a à, dương túc quan trước mặt giang mỗ trẻ con nhãi danh người đừng dở trò quỷ an thống lĩnh người cùng ngũ chế sứ qua đi. Lúc này tướng dưới trướng Giang Sung cũng đã tụ tập. An Đạo Kinh thân là thống lĩnh cẩm y vệ, đương nhiên cũng có mặt. Hắn đáp ứng một tiếng, liền cùng ngũ định viễn đi ra. Hai người ra đến đầu phố, sóng vai chờ hình bộ quan sai. Đợi một lúc, An Đạo Kinh có chút buồn chán, hắn ngáp một cái nói: ngũ chế sứ, chúc mừng người. Đồng Môn sắp chết. Ngũ định viễn trong lòng đang cảm thấy khó chịu, nghe được lời nói kỳ quái vô duyên này, không khỏi nhíu mày, hỏi, chúc mừng cái gì? An đạo kinh cười ha ha, nói, người đúng là không có đầu óc. Sau khi tần trọng hải chết, người sẽ lập tức thăng quan tiến chức. Liễu môn chỉ có mấy người, cái gọi là văn dương võ tần không đến hai ngày sẽ thành văn dương võ ngũ. Người nói ta không nên chúc mừng ngươi sao? ngũ định viễn vô cùng tức giận quát đồ vô sỉ đừng có hà hê khi người gặp hỏa." nói rồi giơ nắm đấm lên an đạo kinh biết ngũ định viễn võ công cao cường nắm đấm này hạ xuống đến chắc lăng chiêu chưa chắc đã tiếp nhận được huống chi một kẻ như mình sợ hãi đến mức hồn phi phách tán ngay tại chỗ vội vàng che mặt lại kinh hãi nói má ơi đừng đánh ta quát lên hai tiếng ngũ định viễn bản tính ổn định dù sao hắn cũng sẽ không thật sự đánh. An Đạo Kinh buông tay ra, ngượng ngùng cười nói, được rồi, bộ dáng làm qua rồi, mọi người đều biết ngươi là một người tốt, ta nói cho ngươi biết, không có việc gì đừng giả mù sa mưa, cả ngày giả dạng làm chính nhân quân tử, thật mệt mỏi. Hắn đang muốn nói làm nhảm, đột nhiên trong lòng cả kinh, phát hiện không có một người xung quanh mình, ngũ định viễn đã biến mất. Một tiếng chuông vang lên, Cánh cửa hình bộ mở ra, hơn chục lính canh bước ra thành hàng, trên eo đeo đao, xếp hàng hai bên, theo sau là rất nhiều quan sai đi ra, đang áp tải trọng tù, chỉ thấy hắn mê man, tuy bị người khác kéo ra nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy phạm nhân bất tỉnh, chân trái đứt đoạn đến đầu gối, không phải Tần Trọng Hải thì còn là ai? Tần Trọng Hải bị đẩy vào của thiên lao, vừa thả ra, liền bốc lên mùi hôi thối kinh khủng, đám quan sai đều ngửi thấy, không khỏi bịt mũi miệng. Chỉ thấy chỗ chân hắn đã sinh ra giòi mủ, thối giữa đến tận xương, mùi hôi thối bốc ra từ vết thương. Chỉ huy quan sai kéo xe tù tới rồi quát, các người nhanh tay chân lên. Đưa tên tiểu tử này vào. Đám quan sai bắt lấy tứ chi hắn, muốn nâng lên, một tên quan sai sầu thảm nói, hắn. Hắn vì sao mà đứt chân? Mùi thật sự là không chịu nổi mấy tên quan sai nở nụ cười nói người nếu không nhấc lên cũng không thể kêu hắn tự mình bò vào quan sai kêu án giận mắng sao mà không được hắn quát lên một tiếng lớn duỗi chân đá tần trọng hải quát bò tự mình bò vào đi tần trọng hải làm sao còn biết gì nữa chỉ nằm trên mặt đất bị ăn mấy đá thân mình lại vẫn không nhúc nhích dường như đã chết tên quan sai cầm đầu mắng đừng có lộn xộn nữa, Giang Đại Nhân đang chờ xử trảm, đến một ai chịu trách nhiệm. Mau nâng người lên đi. Một tên quan sai khác cười nói, thật là, lão muốn đem người đưa đến ngọ môn, thật phiền toái. Sao không ở đại môn hình bộ xử trảm luôn, chẳng phải tiện hơn rất nhiều sao? Quan sai cầm đầu quát, đồ hỗn xược, các ngươi rốt cuộc có nâng lên hay không? Mọi người không dám nói nữa, lập tức vươn tay, đồng loạt bắt lấy tứ chi tần trọng hải, dùng sức nhấc hắn lên. Bỗng nghe một tiếng, bùm, lớn, một chiếc xe đẩy bên đường bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa bốc cao mút trời rồi lan ra tứ phía, ngọn lửa thiêu thẳng tới đại môn hình bộ, đám quan sai thấy tình trạng như vậy, cả kinh, kêu lên, mọi người mau tới dập lửa. Quan sai dẫn đầu lại cực kỳ lão luyện, vừa thấy tình thế không ổn, lập tức sinh ra cảnh giác, trầm giọng nói, mọi người cẩn thận, đừng để người cướp ngục mau đưa tù nhân về đi mấy người đáp ứng một tiếng kéo tần trọng hải trở lại phòng giam đúng lúc này có tiếng nổ tung phun ra một quả cầu lửa là một cái sọt tre đang cháy sọt tre bay lên không trung đột nhiên một trận gió lạ thổi tới sọt tre bị thổi bay ngẫu nhiên rơi xuống bên cạnh tần trọng hải che lên hắn chúng quan sai sợ lửa vội vàng nhảy sang một bên Quan sai cầm đầu nhìn thấy ngọn lửa đang thiêu đốt thẳng vào người Tần Trọng Hải, cả kinh nói: "Mau dập lửa. Đừng thiêu chết tù nhân." Lửa cháy ngùn ngụt, nhà của hình bộ cũng bị thiêu cháy, lửa bùng lên từ phía, khắp nơi hỗn loạn, đám quan sai luống cuống tay chân, vội vàng tìm tới thùng nước bao cát, ném vào đống lửa. Một lúc sau, ngọn lửa dần dần tắt. Trong đám cháy xuất hiện một thi thể gãy một chân đám quan sai đại kinh thất sắc kêu lên không xong rồi người này bị thiêu chết rồi vậy phải làm sao bây giờ quan sai chỉ huy cũng kinh hãi vội vàng hô nhanh mau phong tỏa các con đường xung quanh đi thông báo tình hình cho giang đại nhân thoáng chốc tất cả quan sai thiên lao cùng nhau chạy ra ngoài họ rút dây thùng bao vây các con đường xung quanh sợ rằng có người sẽ lợi dụng sự hỗn loạn để cướp mộ lại nói an đạo kinh khi không thấy ngũ định viễn đầu tiên là chấn động lúc sau âm lãnh cười thầm nghĩ bà nội người ngu ngốc các ngươi cứ việc cướp mục đi giang đại nhân sớm chờ đem một mẻ lưới bắt hết các người còn muốn liễu môn các người chết không có chỗ chôn đấy an đạo kinh đi theo giang sung đã lâu sao có thể không biết tâm tư của lão đại lúc trước giang sung tấu lên hoàng đế đã cố hết sức lấy được thánh chỉ liên đới không phải vì thực sự sợ liễu môn phái người cướp ngục ngược lại hy vọng liễu ngang thiên thiếu kiên nhẫn phải người đi cướp tần trọng hải chỉ chờ bắt được nhược điểm giang sung có thể thừa cơ hạ bệ liễu ngang thiên đây mới gọi là độc kế rút củi dưới đáy nồi an đạo kinh đợi một lúc biết ngũ định viễn đã đi rất xa hắn hì hì cười lao thẳng đến pháp trường hét lên không xong rồi không xong rồi đã xảy ra chuyện lớn rồi lúc này tất cả đại thần đều tập trung tại pháp trường tất cả đều đang chờ đến giờ hành quyết hình bộ triệu thượng thư là vì chức trách cũng đã tới đây mọi người nghe an đạo kinh kêu to đều kinh ngạc nhìn lên giang sung mở to hai mắt hỏi làm sao vậy xảy ra chuyện gì sao an đạo kinh quỳ dạp xuống đất khóc nói vừa rồi thuộc hạ không chú ý một chút ngũ định viễn đã biến mất không biết chạy đi đâu làm gì rồi Giang Sung cả kinh nói, thực sự có việc này. An Đạo Kinh lớn tiếng nói, hoàn toàn là sự thật, nhất định không sai được. Thuộc hạ chỉ mới sợ ý một chút, hắn liền, liền. Vừa định nói ra mấy chữ, đi cướp mục, đúng vào lúc này, một người đi tới phía sau An Đạo Kinh, nói, làm sao vậy? An Đạo Kinh quay đầu lại, người vừa lên tiếng đang cau mày, chỉ thấy trong tầm mắt của mình, không phải Ngũ Định Viễn thì là ai? An Đạo Kinh cười gượng hai tiếng nói, cùng sưởng, một khúc rồi. Hát. Tất cả đại thần nghe vậy, đều cất tiếng cười lớn, Dương Túc Quan Trịnh Thượng nói, An Thống Lĩnh, ngũ chế sử vừa rồi cùng người đi ra ngoài, không lâu sau liền trở lại pháp trường, còn sớm hơn ngươi một lát, nào có thời gian đi ca hát. Giang Sung thấy thuộc hạ là mình mất mặt, thật sự tức giận quát, người đâu. An Đạo Kinh nói chuyện không biết trên dưới, và miệng cho ta. Trong tiếng vang đôm đốp, An Đạo Kinh bị tát loạn một hồi, hai má lập tức sưng hết cả lên, thủ hạ cẩm y vệ hận hắn từ lâu, hiếm có cơ hội tốt như vậy để ra tay, tăng lực tát cực mạnh, nhất thời đánh đến người đầy mồ hôi, trong lòng gieo hò thỏa mãn. Đang lúc đánh, một con ngựa phi nước đại vào, một quan sai xuống ngựa quỳ xuống tâu, khởi bẩm đại nhân, của hình bộ xảy ra hỏa hoạn, phạm nhân đã bị thiêu chết. Giang sung lắp bắp kinh hãi, lúc này mới biết có quỷ, hắn lập tức đứng dậy, quát, người đâu? Lập tức tới hình bộ. Vừa nói vừa hung ác nhìn về phía liễu ngang thiên, trầm giọng nói, liễu hầu ra, đừng để ta tra ra dấu vết gì, xem ngươi giải thích thế nào trước hoàng thượng. Quyển 10 chương 7 huynh đệ, hồi 2 Sắc mặt liễu ngang thiên vẫn như thường, chỉ bưng chén trà lên, nhấp một ngụm, không trả lời tiếng chiêng vang lên, thái tử, thái sư, Giang Sung đã dẫn một lượng lớn binh linh đến, rất nhiều quân sĩ cẩm y vệ đã tụ tập trước của hình bộ, chen trúc trên đường phố. Lúc này tình thể không rõ ràng, An Đạo Kinh ra lệnh cho một nhóm thị vệ canh giữ nghiêm ngặt các con đường lân cận, chỉ cần gặp người qua đường, bất luận thân phận như thế nào, đều đưa về nha môn thẩm vấn. Giang Sung tức giận nói, các ngươi làm cái gì vậy? Tù phạm họ tần kia đâu? quan sai chỉ huy đem một thi thể nam nhân chảy đen đến, trầm giọng nói, tù nhân ở đây đã bị cháy thành than. Giang sung cúi đầu nhìn cái xác, chỉ thấy đã cháy đen, khuôn mặt đã bị hủy hoại hoàn toàn, thật khó xác định danh tính, bèn hỏi, làm sao lại thành như vậy? Rốt cuộc sao lại thành thế này? Quan sai kia nói, vừa rồi không biết vì sao, bên đường đột nhiên có một vật phát nổ, lửa theo đó cháy bùng lên, Tù nhân lúc này mới bị đốt thành than đen. Hắn dừng một chút, cười lấy lòng nói, đại nhân, dù sao chém đầu hay thiêu chết cũng giống nhau, hà tất phải lo lắng như vậy. Một quan sai khác nói, đúng vậy, ngài xem thi thể này còn bị đứt chân, còn có thể là người khác sao? Giang Sung biết bọn chúng một lòng chỉ muốn thoát tội, lập tức nổi giận, tát cho tên kia một cái, hắn quát, cái rắm. Người này quan trọng cỡ nào? nếu không phải chính mắt ta nhìn thấy đầu hắn rơi xuống sao ta có thể ăn được hắn triệu tập thuộc hạ lớn tiếng nói điều tra cẩn thận cho ta chỉ cần có chút khả nghi là cướp ngục chúng ta nhất định sẽ thả hắn hết mức mọi người thấy tính khí giang sung không khỏi hoảng sợ vội vàng đi làm việc giang sung phát tiết một lúc biết an đạo kinh chiếu lệ lười biếng những thuộc hạ khác cũng không am hiểu lắm nên lập tức sai la ma thập đến khám nghiệm tử thi dựa vào sự thông minh tài trí của quốc sư Hãn Quốc, có thể tra ra thân phận thật sự của thi thể này. Đám đông chặn đường và lục soát liên tục, An Đạo Kinh sai người mang ghế đến, đốt lên lò lửa, để Giang Sung An tọa tự mình điều hành. Bận rộn một hồi, La Ma thập rốt cuộc cũng tới, Giang Sung vội la lên, đại sư mau tới đây, giúp ta khám nghiệm thi thể này, xem hắn có phải là Tần Trọng Hải hay không. Giang Sung đứng bên cạnh La Ma Thập, thấy hắn liên tục kiểm tra thi thể, vội nói, thế nào, người này là Tần Trọng Hải sao? La Ma Thập lắc đầu nói, người này toàn thân đều bị cháy đen, rất khó nhìn ra thân phận. Tần Trọng Hải trên trán có vết khắc xăm chữ, tội, trên lưng có vết hổ vằn, trên người có hai hình xăm, heo lý không khó phân biệt, nhưng lúc này toàn thân cháy đen, thật sự rất khó tìm được nhận dạng. Giang sung hừ một tiếng, thứ nhất là hắn hận tên tù nhân thổ phỉ nộ thương, không thể không nhận ra thân phận thật của hắn. Thứ hai là hắn có âm mưu gài bẫy liễu ngang thiên, chẳng qua là muốn tìm chứng cứ nhân cơ hội này mà ra tay, đánh bại đối thủ này. Liền phân phó nói, đại sư xem cẩn thận chút, nghiệm ra được thân phận thật sự mới thôi. Lama thập cúi đầu cân nhắc, đã có biện pháp phân biệt, nói, đại nhân không vội, tần trọng hải này đã bị đâm xuyên qua xương bả vai, nhất định có lỗ chúng ta dựa vào cái này để phân biệt giang sung vui mừng quá đỗi nói không sai vẫn là đại sư tâm tư chu đáo chặt chẽ la ma thập không nói gì lập tức nhìn vào vai của thi thể sau khi nhìn kỹ một lúc lâu đột nhiên nhìn thấy những cái lỗ trên bà vai thoáng chốc đứng dậy nói khởi bẩm đại nhân xương bà vai của thi thể này đã bị đâm chắc chắn là tần trọng hải không thể nghi ngờ Giang Sung kêu lên một tiếng, tự mình cúi đầu xem kỹ, hắn thấy thi thể kia bị chặt đứt chân trái, xương bả vai bị thủng hai lỗ, còn có để lại tạp vật của xích sắt, đều bị thiêu cháy đến thảm hại, tới đây không nói thêm gì, thi thể này nhất định là Tần Trọng Hải, nhìn hắn chết thảm như vậy, trước khi chết nhất định phải chịu nhiều đau khổ. Giang Sung nghĩ tới sự hung ác của Tần Bá Tiên và Lưu Kính trước đây, trong lòng cảm thấy sảng khoái, cười lạnh nói: xem ra đây thật sự là tiểu tử này, ha ha, cho liễu ngang thiên tránh được một kiếp. An Đạo Kinh đứng bên cạnh, nhìn thấy uy thế của La Ma Thập thì cảm thấy ghen tị, lập tức lời nói lạnh nhạt, phản bác nói, đại sư à. Người nói tử thi này là Tần Trọng Hải, nhưng xe đẩy kia vô cớ bốc cháy, không phải quá kỳ lạ sao? Khi nói nhìn Giang Sung, vẻ mặt nịnh nọt, chỉ hy vọng chất vấn này sẽ làm khó La Ma Thập cũng muốn một phen thể hiện uy phong. Lama thập nghe được câu hỏi, liền tự mình kiểm tra xe đẩy, nhìn quanh một lượt, sau đó từ dưới đất nhặt lên một vật, đưa cho Giang Sung, hỏi, đại nhân hiểu biết uyên bác, biết là vật gì không? Giang Sung cầm đồ vật trong tay, cúi đầu nhìn kỹ, liền nghe Lama thập hỏi, thứ cho lão nạp mắt vụng về. Ta chưa từng thấy qua vật này, đại nhân có biết vật này lai lịch ra sao? Giang sung thở dài nói, đây là pháo đốt lễ hội, đại sư ở ngoài đã lâu, tự nhiên chưa từng thấy qua. Thứ này được bọc bằng giấy dày, bột thuốc súng được giấu bên trong, chắc chắn là một loại pháo nổ. Xem ra vụ án đã sáng tỏ, giao thừa đang đến gần, pháo nổ trong xe vô tình phát nổ khi tù nhân đang được áp giải ra ngoài, nhà của bị thiêu đốt dối tinh dối mù, xem ra tù nhân bị thiêu chết là do sự việc ngoài ý muốn. Giang Súc ném pháo xuống đất, lắc đầu nói, ta đã nhiều lần ra lệnh và yêu cầu người dân không được phép đốt pháo, nhưng còn có người cả gan làm loạn, quả nhiên làm sự tình náo loạn. An Đạo Kinh, ngươi nói cho ta biết, chuyện này ta nên hỏi ai? An Đạo Kinh chỉ trích không thành, ngược lại cho La Ma Thập được lợi thế, vội vàng trốn tránh trách nhiệm, cười lấy lòng, đại nhân đừng nóng giận. Ngày mai chúng ta sai người tìm tiên phong vệ đô thống, thưởng hắn 30 tấm ván lớn, tới liền giết gà dọa khỉ được không? Giang sung khẽ gật đầu, nhưng không nói gì. Lúc này thời tiết cực lạnh, mọi người ở ngoài trời đã lâu, môi đã nứt nẻ. Giang sung nhận lấy trà nóng từ thủ hạ, nhấp một ngụm nói, vô luận như thế nào, hôm nay giết Tần Trọng Hải cũng là một sự kiện vui mừng. Tiểu tử này đáng lẽ đã chết 30 năm trước, kéo dài tới hôm nay mới chết, cũng là ban phúc cho hắn rồi. Hắn dỗi người, Phân phó An Đạo Kinh, nếu không còn chuyện khác, ta bây giờ hồi phủ. Người giám sát tốt mọi việc, tìm kiếm manh mối khác, chỉ cần có điều gì khả nghi, cứ việc đến phủ thông báo. Trời tuyết rơi dày đặc, An Đạo Kinh sớm đã lạnh đến toàn thân đau nhức, chỉ muốn về nhà chui vào chiếc giường ấm áp. Khi thấy Giang Sung cùng tùy tùng rời đi, bất chấp mệnh lệnh trước đó, hắn lập tức phân phó, "Được rồi. Mọi người nghe rõ đây." các ngươi tìm kỹ hiện trường, ta còn có chút việc phải làm. Các ngươi nếu tìm được dấu vết, đưa đến phủ thông báo với ta. Giang sung chân trước vừa đi, an đạo kinh sau lưng cũng chuồn, những người còn lại chửi bới, khi thấy không còn quan viên nào, họ không màng đẩy xe đốt pháo, tử thi cháy xém, thoáng chốc trên làm dưới theo, toàn bộ rời đi. Phố lớn như vậy chỉ còn lại một vài tên quan sai thu dọn khí giới, chỉnh đốn lại hiện trường, một người kéo xác chết cháy thành than, chặt đầu đưa đến ngọ môn thị chúng. Đêm đã khuya, con đường dài vắng vẻ, ngoại trừ mấy tên quan sai ở lại, không còn một bóng người. Thời tiết cực lạnh, mọi người đều bưng bầu rượu, người nhấp một ngụm ta nhấp một ngụm, lần lượt uống cho ẩm. Cạch một tiếng vang lên, sàn nhà phòng dành cho khách bị đẩy ra, lộ ra một cái hố sâu bên dưới. Một nam tử từ trong hố chui ra, lôi ra một bọc lớn, lau sạch lớp bụi bẩn trên mặt, thở một hơi dài, trông có vẻ khá mệt mỏi. Người này mặt vuông chữ điền, lông mày nhíu lại, chính là Lưu Vân. Hắn đặt cái bọc dưới chân, vươn tay muốn đẩy tấm ván giường ra, chỉ thấy dưới giường đầy cát bụi, đủ để nhét đầy hai chiếc xe lớn. Lưu Vân lau sạch nước bẩn, dùng sẻng lấp đầy hố, dựa vào nội lực thâm hậu, tay chân nhanh nhẹn, không bao lâu sau hố đã được lấp đầy lư vân cũng bọc lớn đi ra trả phòng tính tiền trường quầy vội vàng nói khách quan ban ngày có rất nhiều quan sai đến điều tra ta thấy ngài không có trong phòng hơn nữa mấy tên quan sai đó hung hãn đành phải cho bọn họ vào phòng khám xét ngài không mất gì chứ lư vân lắc đầu không trả lời chỉ nhanh chóng thanh toán rồi bước ra ngoài một quan sai hình bộ ở lại gác nhìn thấy hành động kỳ lạ của lưu vân lập tức xông lên còn chưa kịp nói chuyện, Lưu Vân đã dẫm lên chân hắn, bay thẳng lên nóc nhà, thoáng chốc biến mất ở trong bóng tối. Quan sai kia trợn mắt há hốc mồm, xoa mắt nói, con mẹ nó, ta vừa gặp quỷ sao. Lư Vân bay tới ngõ vương phủ hồ đồng, nhảy xuống theo phía dòng nước nơi đổ nước thải mà năm đó hắn và ngũ định viễn dọc đường chạy trốn, không ngờ vào ngày hôm nay, lại thăm lại trồn xưa, ôn lại kiếp sống bỏ mạng lư vân ngâm mình trong mương nhấc bọc tay nải to lên trên đầu từ từ bơi về phía trước bơi ra khỏi đường nước thải đã là canh hai lư vân vội vàng công bọc tay nải lớn lên đi đến ngoại ô thố nhi sơn chưa đầy nửa giờ đã đến một sơn động lư vân mở bọc tay nải lớn ra từ bên trong lôi ra một người người này mặt đầy bụi bặm hai mắt nhắm nghiền chính là tần trọng hải Hóa ra tất cả những hỗn loạn này đều do Lưu Vân lên kế hoạch. Đêm hôm trước khi vừa rời khỏi cổ phủ hắn liền tới bãi tha ma thổ Nhi Sơn tìm thi thể, cũng chính là trong cuộc bạo loạn gần đây ở Kinh Thành. Bạo dân giết chóc khắp nơi, từ thi trồng chất như núi, không mất nhiều công sức để hắn tìm được một thi thể phù hợp. Hắn thấy thi thể kia vóc dáng tương đương với tần trọng hải, liền dùng lửa lớn thiêu cháy, sau đó chặt chân bẻ gãy xương, công việc được thực hiện suôn sẻ lúc này mới có thể thong dong đánh cháo, cứu được Tần Trọng Hải ra. Mặc dù biết hủy xác bá tánh là sai, nhưng tính mạng Tần Trọng Hải bị đe dọa, hắn có bảo thủ gấp 10 lần, thì cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà làm. Dựa vào Lưu Vân Đào một cái hố suốt một đêm, dựa vào một bên ngũ định viễn ra tay trợ giúp, mới tạo ra cảnh tượng đốt cháy và hỗn loạn. Nếu không phải như thế, trước mắt bao người, Lưu Vân có thần thông quảng đại gấp 10 lần, cũng khó mở ra đường hầm, đổi trắng thay đen. Mặc dù hắn lên kế hoạch kế hoạch trước đó, nhưng việc làm mạo hiểm chưa đến một nén nhang, cũng vì điều này mà Ngũ Định Viễn có thể tùy ý đi lại, dựa vào thân pháp nhanh nhẹn, trong phút chốc qua lại giữa Ngọ Môn và Hình Bộ, quá trình này có thể nói là thiên y vô phùng, khiến người phải đập bàn ca ngai. Áo Tiên không thấy vết chỉ khâu. Ý nói kế hoạch hoàn hảo tới mức không chê được. Lưu Vân lau nước thải thấy trong hang có rất nhiều thứ, rượu lương thực đầy đủ mọi thứ, có vẻ như ngũ định viễn đã theo ước định an bài ổn thỏa mọi việc, phần còn lại dựa vào Lưu Vân. Lưu Vân ôm lấy Tần Trọng Hải, thấy hắn hôn mê bất tỉnh, vội vỗ vỗ má hắn lớn tiếng gọi, Trọng Hải, người tỉnh lại, ta là Lưu Vân. Hắn gọi mấy lần, Tần Trọng Hải vẫn không nhúc nhích, Lưu Vân thấy hắn hô hấp khó khăn, chỉ sợ sắp chết, vội vàng tìm một cái bục, trải thảm lên rồi để Tần Trọng Hải xuống. Hắn biết Tần Trọng Hải thích rượu như mạng sống, lấy một vò rượu trong động đổ vào miệng hắn. Rượu lấp đầy cổ họng, đôi môi nứt nẻ của Tần Trọng Hải lập tức dì máu, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Lưu Vân thầm nghĩ, không được, phải lập tức trị thương cho hắn. Hắn thắp nến, đốt con dao sắc trên lửa, nhắm vào vết thương giữa đầu gối của Tần Trọng Hải, cắt bỏ thịt thối, chắc chắn sẽ rất đau nhức nhưng Tần Trọng Hải vẫn không hề hay biết, bất tỉnh giống như cái xác chết. Lưu Vân lắc đầu thở dài, yên lặng rửa sạch vết thương, nhặt từng cục thịt thối đầy giỏi bọ ra, sau đó lấy băng vải, băng bó vết thương đàng hoàng. Từ đầu đến cuối, Tần Trọng Hải nhắm chặt hai mắt, chưa từng kêu một tiếng, một ngón tay cũng không động. Thấy Tần Trọng Hải sốt cao không ngừng, hô hấp càng ngày càng chậm, tiếng cười phóng đãng không kiềm chế được của tần trọng hải như vang vọng bên tai lưu vân nghĩ đến ân tình giữa hai người hắn lập tức nắm lấy tay tần trọng hải hét lớn tần tướng quân huynh không được chết ở đây có bao nhiêu đại sự đang chờ huynh làm huynh mau tỉnh lại đi lần đầu tiên hai người gặp nhau lưu vân vẫn còn là một kẻ thất bại khi đó tần trọng hải không ngại ban đêm rong ruổi khắp kinh thành chỉ để tìm mình làm quân sự cho hắn sau còn sửa lại án xử sai, này được thăng quan tiến chức, đỗ trạng nguyên, cũng là một phần công lao của người này, nhưng người trước mặt hắn có một hình xăm chữ, tội, nổi bật trên chán, gãy chân xuyến cốt, tính mạng sắp không lưu vân thấy rõ hắn lành ít giữ nhiều, không khỏi rơi lê. Tuy quen nhau mới hai năm, xưng hô tuy không phải huynh đệ, nhưng sớm đã là chi kỷ. Trong lúc đang khóc chợt nghe một tiếng rên rỉ, tần trọng hải tựa như muốn tỉnh dậy, Lưu Vân mừng rỡ, vội vàng nắm lấy tay Tần Trọng Hải, kêu lên, Tần Tướng Quân. Ta là Lưu Vân. Tần Trọng Hải chậm rãi mở mắt, hắn thở dốc một hồi, mơ hồ hỏi, ta. Ta đang ở đâu? Lưu Vân vội vàng nói, người ở Thổ Nhi Sơn dưỡng thương, vô cùng an toàn. Tần Trọng Hải thở hồn hền mấy hơi, lúc này mới thấy Lưu Vân, hắn cố nén cười khổ, trầm giọng nói, Lưu Huynh Đệ, là là ngươi cứu ta ra lưu vân gật đầu nhẹ giọng nói cái gì cũng đừng hỏi dưỡng thương tốt đi đã Tần trọng hải khẽ mỉm cười thở hổn hển lão lão từ họ giang bắt ta vốn tưởng rằng chết chắc rồi này cảm tạ ngươi hắn muốn di chuyển thân mình nhưng đột nhiên cảm thấy chân đau rát rất đau đớn hắn rên rỉ một tiếng chậm rãi cúi đầu xuống Đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc đầu gối trái, Tần Trọng Hải hét lớn một tiếng, "Chân của ta." "Chân của ta." Lưu Vân sợ hắn thương tâm vội vàng nói, "Đừng nghĩ ngợi gì nữa, nằm xuống đi." Tần Trọng Hải nhớ lại cha tấn trước khi hôn mê, căm hận nói, "Giang Sung. Con mẹ nó tên tặc tử tàn nhẫn nhà người, thật sự chặt đứt chân ta." Hắn muốn giơ tay, lại bị xích sắt trên vai kéo mạnh. Hét thảm, a à a, à, một tiếng, đã đau thấu tim phổi. Lư Vân thấy hắn đau không chịu nổi, vội vàng nắm lấy lòng bàn tay hắn, nhỏ giọng nói, người sốt cao không hạ, nằm một lát đi. Tần Trọng Hải thở hổn hển một hồi, mới bình tĩnh lại, nói, "Rượu, cho ta rượu trước." Lư Vân cầm bát rượu đưa cho hắn, nhưng Tần Trọng Hải tay vô lực, thậm chí cầm bát rượu cũng không xong, tay hắn run lên, bát rượu bị đổ văng khắp cả người. Tần Trọng Hải sừng sốt một chút, không biết vì sao mình không có sức lực, chỉ ngây ra, Lưu Vân làm sao dám nói thật, hắn chỉ họ khan hai tiếng, lại rót một bát rượu khác, muốn đút cho Tần Trọng Hải. Từ nhỏ Tần Trọng Hải đã bao giờ được đút cho? Hắn hừ một tiếng, đưa tay cầm lấy bát rượu, tức giận nói, ngươi. Đừng coi ta là người bệnh, ta. Ta còn chưa chết để ta tự uống." Lư Vân không dám trái lời, đành phải đưa bát rượu cho Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải đưa tay đón lấy, bát rượu kề sát môi, bỗng nhiên tay hắn trở nên yếu ớt, bát rượu lập tức rơi xuống đất, rượu đổ khắp sàn nhà. Tần Trọng Hải sững sốt, run giọng nói, "Làm sao lại như vậy?" Hắn cúi đầu nhìn xuống vai mình, thấy xương bả vai đã bị đâm thủng, ngơ ngác nhìn Lư Vân, buồn bã nói, Xương bả vai xương bả vai của ta bị xuyên thủng rồi." Lư Vân hai mắt đẫm lệ, biết mình giấu không được chuyện này, liền gật đầu, Tần Trọng Hải hét thảm thiết, lớn tiếng nói, "Trời ơi, ta trở thành phố nhân sao?" Lư Vân thở dài một tiếng, ngồi phịch xuống. Từ xưa đến nay, các môn phái muốn phế bỏ võ công của tội nhân, đều dùng xích sắt đâm vào xương tỳ bà, chỉ cần xuyên qua xương tỳ bà nội lực có thâm hậu đến đâu cũng không thể sử dụng được nữa lưu vân trong lòng hiểu rõ tần trọng hải không chỉ không thể không thể để đao động kiếm mà sợ cầm bát cũng khó khăn sương bà vai tần trọng hải không cam lòng bỗng dưng hét lớn một tiếng liền muốn đứng lên lưu vân vội vàng nói ngươi đừng đứng dậy tần trọng hải hét lớn ta không phế ta không phế tần trọng hải ta còn có thể đánh hắn muốn chứng minh mình chưa thành phế nhân, vừa muốn đứng dậy, nhưng trong nháy mắt đã lăn qua một bên, liền ngã xuống đài, nặng nề ngã xuống đất. Lư Vân sửng sốt, vội vàng nhích lại gần, nói, ngươi, ngươi té bị thương sao? Tần Trọng Hải điên cuồng hét lên nói, ngươi đừng tới đây. Ta, ta muốn chính mình bỏ dậy. Lư Vân và Tần Trọng Hải giao tình sâu sắc, biết hắn trời sinh quật cường, đánh chết không chịu thua, giờ phút này nghe thấy tiếng hét của hắn chỉ có thể lùi lại hai bước để không làm tổn thương tự tôn của bạn tốt chỉ thấy tần trọng hải hai tay chống xuống mặt đất chán đầy mồ hôi hét lớn một tiếng vừa muốn đứng thẳng dậy hắn liên tục hét lên thân thể lại không nhúc nhích tần trọng hải không cam lòng hét lớn một tiếng ngẩng đầu điên cuồng hét ta muốn đứng lên hắn kêu đến khàn cả giọng thân mình vẫn là mảy may bất động hai vai xích sắt lại đã chảy ra máu tươi thấm đỏ cả quần áo nhìn thấy cảnh tượng bi thảm này lưu vân phải quay đầu đi không đành lòng nhìn thêm nữa chỉ nghe một tiếng thở dài tân trọng hải đã ngã quỵ xuống đất không thể đứng dậy nữa hắn biết mình căn bản không còn chút công phu nào hắn vốn đã là một phế nhân vừa nghĩ tới sau này mình sẽ bán thân bất toại mặt xám như cho tàn đã chẳng thể nói nửa lời Lưu Vân thở dài, dưỡng thương quan trọng, ngươi nghỉ ngơi một lát đi. Vừa nói, hắn vừa đi về phía trước, muốn bề tần trọng hải lên. Nhìn thấy Lưu Vân nghiêng người về phía mình, hai mắt tần trọng hải tỏ ánh nhìn kỳ dị, hắn đột nhiên gầm lên một tiếng, vươn tay về phía trước giật lấy đao bên hông Lưu Vân, dùng sức đưa lên cổ định tự vẫn. Lưu Vân kinh ngạc nói, ngươi, ngươi đừng có như vậy hắn sợ Tần Trọng Hải tự sát, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng ngón tay còn chưa chạm vào Tần Trọng Hải, đao đã rơi xuống xuống đất kêu vang một tiếng. Tần Trọng Hải trên mặt tràn đầy bị thương, cúi đầu nhìn hai bàn tay đang run rẩy của mình, hai cánh tay ngày trước tựa sắt thép giờ run lên bần bật, ngay cả một cái cán cũng không cầm nổi, Lư Vân căn bản không cần ra tay ngăn trở, đao trong tay hắn đã tự rơi xuống. Năm đó hòa tham nhất đao, đồ long chảm hổ, uy danh khắp nơi, ai dám coi thường. Ai ngờ rằng có kết cục ngày hôm nay. Nước mắt lưng tròng, tần trọng hải ngẩng đầu khóc giống, trời ơi. Ta muốn chết cũng không được. Ta, sau này ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cả đời phải như vậy sao? Hắn trong lòng bi thống, nhịn không được gào khóc thật to. Quyển 10 chương 7 huynh đệ, hồi 3. Lưu Vân ôm lấy hắn, thấp giọng nói, trọng hải, núi không truyền thì đường truyền, sẽ có biện pháp trị khỏi cho huynh. Lời hắn nói chỉ là an ủi, cũng không lừa được chính mình, dù muốn nói lại, cổ họng lại nghẹn vào, nước mắt rơi như mưa. Tuyết rơi dày đặc bên ngoài hang động, hai người nghĩ đến những khó khăn về sau, ôm nhau khóc lớn. Hai người khóc một hồi, Lưu Vân vội vàng lau nước mắt, thầm nghĩ, giờ phút này, Trọng Hải đã mất đi lý trí, hết thảy đều dựa vào ta cần phải phấn chấn lên hắn đứng dậy muốn bế tần trọng hải lên lại thấy ánh mắt hắn từ khí thâm trầm biểu tình ngây ra như phỗng lư vân thở dài một tiếng không biết nên an ủi như thế nào cũng không dám ôm hắn lên nhẹ giọng nói trọng hải huynh nghỉ ngơi trước đi ta đi nấu chút đồ ăn sau khi huynh ăn xong chúng ta lại tính toán thấy lư vân đi rồi tần trọng hải thân thể mềm nhũn bỏ ngã xuống đất, giống như cái xác không hồn. Gương mặt hắn chạm đất, chỉ cảm thấy lạnh như băng, cái lạnh thấu xương dường như xuyên qua trái tim, khiến hắn khó có thể nhắm mắt. Hắn muốn đứng dậy, nhưng sau một hồi lâu thân mình cũng không mảy may chuyển động, muốn gọi Lưu Vân đến dìu hắn, nhưng lại không muốn mất mặt. Tần Trọng Hải ngơ ngác mở mắt, thầm nghĩ, về sau ta nên làm gì? Chẳng lẽ việc gì cũng cần người giúp đỡ, trở thành phế nhân không thể đi lại sao? Sau đó, lại nghĩ đến đám người lưu kính, tiết nô nhi, đông xưởng lần này đảo chính thất bại, kẻ chết người ly tán, chính bản thân cũng bị liên lụy đến tình cảnh này, nhớ đến di ngôn của lưu kính trước khi chết, càng cảm thấy bi thương, nước mắt lại rơi xuống. Tần Trọng Hải cố nén thanh âm khóc hồi lâu, thầm nghĩ, làm sao bây giờ? Ta nên làm sao bây giờ? Ta với dáng vẻ này, ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng không đánh lại được còn có thể đi đâu thiên hạ tuy lớn lại có ai dám thu nạp ta nhìn bóng lưng lư vân xa xa biết hắn đánh cực tính mạng dàn xếp mọi chuyện cho mình nghĩ đến chuyện năm xưa tần trọng hải trong lòng càng cảm thấy khó chịu thầm nghĩ lư huynh đệ nghĩa khí như vậy không sợ mất chức mất mạng cứu ta ra ngoài loại huynh đệ này có thắp đèn lồng cũng không thể tìm thấy được nhưng tần trọng hải ngươi cứ như vậy liên lụy hắn sao? Hắn thật sự có thể chiếu cố ngươi cả đời sao? Hắn vì ngươi lưu vong giang hồ, tiền đồ cũng không cần, ngươi xứng với hắn sao? Tần Trọng Hải, Tần Trọng Hải, ngươi mau nghĩ ra biện pháp đi. Nghĩ đến đây, nhịn không được liều mạng dãy rùa, chỉ muốn động thân một chút, nhưng hai vai dường như không phải của mình, mặc cho nội tâm kích động bi phẫn, trên người lại không có nửa điểm khí lực. Tần Trọng Hải trong lòng đau khổ, tự biết đã thành phế nhân, rốt cuộc không có thuốc nào cứu được. Lúc này một người bình thường không có chút võ công cũng có thể đánh hắn chết đi sống lại. Từ nay về sau, trong chốn võ lâm sẽ không còn có nhân vật, hoa tham nhất đao, này nữa, còn lại chỉ là một kẻ tàn phế mà thôi. Tần Trọng Hải thở dài, nghĩ đến kiếp nạn thống khổ của mình, tâm như đau cắt, hắn nghiến răng nghiến lời, trong lòng không ngừng gầm thét, còn mẹ nó ông trời. Người sao lại đối xử với ta như vậy? Hận thù cha mẹ chưa nguôi, cả thân đều là nợ máu, người hoặc là. Đừng cho ta biết thân thể. Hoặc là, để cho ta toàn vẹn mà báo thù, tại sao ngươi lại chặt đứt tay chân của ta khiến ta thống khổ cả đời? Người đối xử với ta tàn nhẫn như vậy, bất công như vậy. Thoáng chốc nước mắt rơi như mưa, trong lúc mông lung, Hắn phảng phất nhìn thấy cha mẹ chưa từng gặp qua, trong lòng tràn ngập bi thương cùng phẫn nộ, lớn tiếng hét lớn: "Thật con mẹ nó tổ tông ngươi." Lúc tuyệt cảnh này, Dũng khí đột nhiên được khơi dậy, Tần Trọng Hải giống lên một tiếng, đôi tay ra sức chống đỡ, không biết từ đâu sinh ra một sức lực cổ quái, hắn chậm rãi di chuyển nửa thân trên. Lúc này, trên vai đau đớn không ngừng ập đến, khiến Tần Trọng Hải đau đến hai mắt trắng dã, suýt nữa hôn mê bất tỉnh nhưng trong lòng lại trào dâng thù hận, giống như muốn chút hết ra toàn bộ ủy khuất những ngày này, thoáng chốc thò đầu ra ngoài, dùng hết sức tựa vào vách đá, dùng sức đứng vững, dựa vào lực trên đầu, thân mình từ từ chuyển động. Đau nhức khó chịu, khóe miệng tần trọng hải chảy nước miếng, nước mắt hòa máu tươi, chảy xuống y phục. Trong đầu hắn một ý niệm hét lớn, giết. Ta muốn giết. Giết. Hắn vươn tay chộp lấy vách đá, dùng sức bắt lấy, thoáng chốc ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng, máu tươi trên hai vai trào ra, sau khi cọ hai vai bị đâm, chân trái đã đứt, tứ chi còn ba, theo lý không thể cử động thân thể, nhưng hắn dựa vào một thân kiên cường nghị lực, có thể chịu đựng được những gì người khác không thể chịu đựng được, dựa vào sự thù hận tận sâu đáy lòng, rốt cuộc đứng lên được. Lưu Vân đang nấu ăn, nghe thấy tiếng kêu, vội vàng chạy vào, thấy Tần Trọng Hải đứng dậy, không khỏi vừa mừng vừa sợ, lớn tiếng kêu lên, Trọng Hải. Huynh đứng dậy rồi. Tần Trọng Hải vừa mới bị thương nặng, tính mạng nguy cấp nhưng chỉ trong chốc lát lại có thể đứng dậy. Điều này khiến Lưu Vân vui buồn lẫn lộn, hắn lao lên đỡ Tần Trọng Hải, trong mắt đều là sự bội phục. Tần Trọng Hải bám bà vai Lưu Vân, thở hồn hển nói, Lưu Huynh đệ, giúp ta chặt đứt xích sắt. Lưu Vân nói, Huynh hiện tại thân thể quá yếu, sợ chịu không nổi. Tốt hơn là chúng ta nên chờ vết thương có biến chuyển tốt rồi nói sau. Tần Trọng Hải chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, ngực như muốn nôn, đứng lên được đều dựa vào một thân ý chí quật cường. Lúc này nếu lại ngã xuống không biết còn dũng khí đứng dậy hay không. Hắn cắn răng nói, ta bị thương nặng, còn có thể sống được bao lâu nữa vẫn chưa xác định được. Huynh huynh muốn khi ta tắt thở, vẫn còn đeo cái thứ bỏ đi này sao? lư vân thở dài nói được rồi huynh kiên nhẫn một chút hắn lấy đạo ra dùng hết sức chặt về phía sợi xích đùng một tiếng vang lớn sợi xích sắt rung lên tác động lên vết thương trên vai khiến tần trọng hải đau đớn kêu lên một tiếng xích sắt bị nội lực mạnh mẽ của lư vân chặt đứt thành hai đoạn lư vân mặt không đành lòng nói trọng hải huynh chịu đựng một chút hắn thấy tần trọng hải gật đầu lập tức nắm lấy một đầu xích sắt kéo mạnh, máu bắn tung tóe khắp nơi, theo tiếng kêu thảm thiết của Tần Trọng Hải, đã lôi được xích sắt ra. Tần Trọng Hải trên mặt đầy mồ hôi lạnh, đã nghiến răng nghiến lợi, ôm lấy Lưu Vân thở hổn hển nói, rượu. Mang rượu tới. Lưu Vân dơ lên bát rượu lên, rót xuống khóe miệng Tần Trọng Hải, Tần Trọng Hải để mặc hắn đổ rượu cho mình, uống sạch từng. Ngầm. Lưu Vân thấy hắn có thể ăn uống, trong lòng mừng rỡ nói, ta ở gần đây chuẩn bị một con ngựa, Huynh ăn chút gì nghỉ ngơi một lát, rồi đưa Huynh về nông thôn dưỡng thương. Tần Trọng Hải thở dốc nói, không cần ăn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi ngay đi. Lưu Vân thấy hắn rất kiên quyết, không dám trái lời, đành phải đỡ vai Tần Trọng Hải, đỡ hắn đi ra ngoài đồng. Lúc này, ngoài sơn động đã có ánh sáng, trời đã dạng sáng hai người đi đến bên ngựa, Tần Trọng Hải thở hồn hần nói, đỡ ta lên ngựa. Lưu Vân vươn tay đỡ chân, đẩy hắn ngồi lên lưng ngựa. Tần Trọng Hải nằm trên lưng ngựa, nhìn xa xăm, hắn đã chính chiến mười mấy năm, trên lưng ngựa quay cuồng giống như trò đùa, nào biết giờ phút này lên ngựa lại phải có người đỡ, nghĩ đến sự biến mất của con ngựa yêu quý, Vân Lý Lạc, càng cảm thấy buồn hơn. Tần Trọng Hải thở dài một tiếng, nói, Lư huynh đệ, treo đao bên hông của ta. Lư Vân biết rõ Tần Trọng Hải hai vai tàn phế, không thể sử dụng đao nữa, nhưng làm sao có thể nói điều đó. Lập tức lấy đao ra, theo lời buộc vào thắt lưng của Tần Trọng Hải. Rồi tháo tay nải trên lưng, nhét vào cái túi giấu kín cạnh yên ngựa, chuẩn bị xoay người lên ngựa. Tần Trọng Hải thấy trong tay nải quần áo lộ ra ngân phiếu, thấy khoảng 100 lượng, hắn hư một tiếng, chầm giọng nói nhìn không ra huynh còn có rất nhiều tiền lưu vân thấy hắn nói cười biết hắn ít nhiều đã khôi phục phong thái trước đây trong lòng thật là cao hứng lập tức mỉm cười nói ta hiện nay là lưu chi châu làm sao có thể không có gia sản tần trọng hải cười khan nói đừng làm mồ hôi nước mắt của người dân thì được khi nói chuyện lưu vân đã đỡ tần trọng hải chuẩn bị lên ngựa cùng hắn phóng đi Tần Trọng Hải đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói: "Động đã được dọn sạch chưa?" Lưu Vân A à lên một tiếng, trong động vẫn còn xích sắt và đồ mặc của tù nhân, nếu để kẻ khác tra ra, chuyện cướp ngục thảm họa khó lường, đến lúc đó toàn bộ bị liên lụy, Liễu Ngang Thiên chắc chắn sẽ gặp tai vả. Lưu Vân trong lòng cả kinh vội nói, vẫn là huynh thận trọng, trong động cần được dọn dẹp, huynh chờ ta một lát, ta đi một chút sẽ quay lại. Thấy tuyết rơi dày đặc, Hắn sợ Trọng Hải sẽ cảm lạnh, vội vàng cởi áo bên ngoài khoác lên vai hắn. Tần Trọng Hải hơi mỉm cười, nói: "Lư huynh đệ, ngươi đối với ta rất tốt." Lư Vân cười nói: "Lời này của huynh cũng khách khí quá rồi, nếu không có huynh, ta hôm nay vẫn còn là tên bán mì nào đó." Tần Trọng Hải run rẩy đưa tay ra, nắm lấy lòng bàn tay của Lư Vân nói: "Lư huynh đệ, cảm ơn huynh." Lư Vân khẽ mỉm cười nói: nào đừng như vậy, có thể cứu huynh ra ta rất vui, ta trước tiên đưa huynh trở về Sơn Đông, sau đó chúng ta tính kế tương lai. Tần Trọng Hải gật đầu, nói, huynh mau vào động dọn dẹp đi. Chúng ta phải tranh thủ rời đi lúc bình minh. Lư Vân không nhiều lời nữa, quay người lập tức, vội vã quay lại động để dọn dẹp. Tần Trọng Hải nhìn theo bóng lưng của hắn, không đành lòng được, nước mắt lưng tròng, thầm nghĩ, Lư Huynh Đệ, tạm biệt hy vọng sau này con đường làm quan của huynh hanh thông ước nguyện sẽ thành sự thật hắn nâng dây cương cưỡi ngựa rời đi lưu vân ở trong sơn động cẩn thận thu dọn một lúc đào một cái hố dưới đất chôn xiềng xích và quần áo tù của tần trọng hải sau đó lấp đất lại hắn thấy trong động còn không ít lương khô và rượu nghĩ đến có thể mang theo trên đường liền nhét vào một cái túi lớn mắt thấy trong động đã sạch mới đi ra khỏi động đi ra khỏi động, Lưu Vân ngẩn người, đồ vật trong tay rơi xuống đất. Trên Tuyết nhìn thấy vết móng Guốc mờ nhạt, Tần Trọng Hải sớm đã đi xa. Tần Trọng Hải không muốn liên lụy hắn, liền một mình rời đi. Tuyết rơi dày đặc, từ từ che lấp dấu móng Guốc trên mặt đất. Lưu Vân nghĩ đến chuyến đi khó khăn của Tần Trọng Hải, vội vàng đuổi theo, nhưng nhìn gió tuyết thổi tứ phía, sương mù trắng xóa, làm sao tìm được người? Lưu Vân không chịu thua hắn ở trong núi hét lớn, bao nhiêu chuyện quá khứ đều bay vào trong lòng, vừa chạy vừa la, đã khóc lóc thảm thiết rồi. Lưu Vân lòng đầy bi thương, khắp nơi tìm không thấy Tần Trọng Hải, liền âm thầm trở về kinh thành. Đi qua phía nam thành phố đã sớm sau giờ ngọ, Lưu Vân tìm chỗ khách điểm ngồi xuống, lúc này mới nhớ tới ước định của mình và cổ thiến hề đêm hôm trước, hắn thở dài, thầm nghĩ, đêm trước ước định gặp mặt thiến hề tại đỉnh hóng gió thành nam, ta lại lỡ hẹn, ai? Nàng chắc tức điên, có lẽ chúng ta rồi cú sẽ như vậy, nàng hẹn ta chính ngọ ngày hôm qua, giờ đã qua một ngày đêm, cổ thiến hề chắc đã sớm rời đi. Mắt thấy đỉnh hóng gió cách đó không xa, Lưu Vân ăn trưa xong thuận đường ghé qua một chút. Khi hắn đi đến gần đỉnh, thấy tuyết trên mặt đất đã dày đặc, cây khô đã biến thành đầu trắng, hắn không thấy bóng dáng cố thiền hề, liền tự ngồi trong đỉnh ngắm tuyết. Giờ phút này phần lớn loạn đảng đã bị trừng trị, chị An trong kinh thành hơi buông lỏng, nơi xa có không ít du khách lui tới, Lưu Vân nhìn thấy bọn họ có đôi có cặp trên hồ trượt băng, tiếng cười không hớt, hắn nghĩ đến đêm qua mạo hiểm, nhìn cảnh tượng hôm nay, cảm giác như cách nhau mấy đời. Lưu Vân nhớ tới lúc này mạo hiểm hành sự, chắc chắn khiến cố thiến hề thương tâm muốn chết, nhưng tình thế như vậy, hắn không thể thấy chết mà không cứu. Kỳ thật tối hôm qua hắn có thể an toàn giải cứu Tần Trọng Hải, nửa là dựa vào mưu kế của chính mình, nửa là dựa vào sự tương trợ của ngũ định viễn. Nếu không phải ngũ định viễn chú trọng nghĩa khí, lại tin tưởng chính mình, nếu không có thân thủ mau lẹ của truyền nhân Thiên Sơn, lần này cứu người căn bản không hề có cơ hội. Lại nói đến may mắn, nếu quan sai đặt Tần Trọng Hải ở nơi xa, không gần của động hắn đào, thì cũng không thể làm gì được tính ra thiên thời địa lợi tất cả đều tương hợp, mới thuận lợi cứu người ra. Lưu Vân nghĩ đến tần trọng hải võ công bị phế hoàn toàn, nửa sống nửa chết lang bạt giang hồ, thật không biết kiếp này liệu có thể gặp lại, trong lòng lại bị thương, nhịn không được lại rơi nước mắt. Lúc này, một người rỗi tay đặt lên vai hắn, nhẹ giọng nói, lư Lang, chàng vì sao mà thương tâm như vậy? Lưu Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người nhìn mình ngẩn ngơ chính là cổ thiến hề nàng mặc một chiếc áo lông cừu sắc mặt tái nhợt đôi môi nứt nẻ vì lạnh nhìn dáng vẻ này hẳn đã đợi cả ngày đêm trong tuyết lưu vân run giọng nói thiến hề nàng nàng vẫn luôn đợi ta thầy cổ thiến hề chậm rãi gật đầu lưu vân trong lòng cảm động ôm chặt nàng khóc lớn nói thiến hề ta ta thực xin lỗi nàng cổ thiến hề dựa vào ngực hắn thấp giọng nói, chàng làm việc ước định gặp mặt thiến hề tại đỉnh hóng gió thành nam, ta lại lỡ hẹn, ai? Nàng chắc tức điên, có lẽ chúng ta rồi cú sẽ như vậy, nàng hẹn ta chính ngọ ngày hôm qua, giờ đã qua một ngày đêm, cổ thiến hề chắc đã sớm rời đi. Mắt thấy đỉnh hóng gió cách đó không xa, Lưu Vân ăn trưa xong thuận đường ghé qua một chút. Khi hắn đi đến gần đỉnh, thấy tuyết trên mặt đất đã dày đặc, cây khô đã biến thành đầu trắng, Hắn không thấy bóng dáng cố thiền hề, liền tự ngồi trong đỉnh ngắm tuyết. Giờ phút này phần lớn loạn đảng đã bị trừng trị, chị An trong kinh thành hơi buông lỏng, nơi xa có không ít du khách lui tới. Lưu Vân nhìn thấy bọn họ có đôi có cặp trên hồ trượt băng, tiếng cười không hớt. Hắn nghĩ đến đêm qua mạo hiểm, nhìn cảnh tượng hôm nay, cảm giác như cách nhau mấy đời. Lưu Vân nhớ tới lúc này mạo hiểm hành sự, chắc chắn khiến cố thiền hề thương tâm muốn chết nhưng tình thế như vậy hắn không thể thấy chết mà không cứu kỳ thật tối hôm qua hắn có thể an toàn giải cứu tần trọng hải nửa là dựa vào mưu kế của chính mình nửa là dựa vào sự tương trợ của ngũ định viễn nếu không phải ngũ định viễn chú trọng nghĩa khí lại tin tưởng chính mình nếu không có thân thủ mau lẹ của truyền nhân thiên sơn lần này cứu người căn bản không hề có cơ hội lại nói đến may mắn nếu quan sai đặt tần trọng hải ở nơi xa không gần của động hắn đào, thì cũng không thể làm gì được. Tính ra thiên thời địa lợi tất cả đều tương hợp, mới thuận lợi cứu người ra. Lưu Vân nghĩ đến tần trọng hải võ công bị phế hoàn toàn, nửa sống nửa chết lang bạt giang hồ, thật không biết kiếp này liệu có thể gặp lại, trong lòng lại bị thương, nhịn không được lại rơi nước mắt. Lúc này, một người rỗi tay đặt lên vai hắn, nhẹ giọng nói, Lưu Lang, chàng vì sao mà thương tâm như vậy? Lưu Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người nhìn mình ngẩn ngơ, chính là cổ thiến hề. Nàng mặc một chiếc áo lông cừu, sắc mặt tái nhợt, đôi môi nứt nẻ vì lạnh, nhìn dáng vẻ này, hẳn đã đợi cả ngày đêm trong tuyết. Lưu Vân run giọng nói, thiến hề, nàng. Nàng vẫn luôn đợi ta. Thầy cổ thiến hề chậm rãi gật đầu, Lưu Vân trong lòng cảm động, ôm chặt nàng, khóc lớn nói, thiến hề. Ta, ta thực xin lỗi nàng. Cổ tiến hề dựa vào ngực hắn, thấp giọng nói, chàng làm việc mốc, ta không thể khuyên ngăn chàng, cũng không nên khuyên ngăn chàng. Nhưng nếu chàng không quay lại, ta, ta cũng sẽ luôn chờ đợi. Đã đợi trong giá rét một ngày một đêm, tâm lực sớm đã tiểu tụy, nói xong câu đó, té xỉu trong lồng ngực Lư Vân. Lư Vân bật khóc, ôm chặt lấy nàng, thầm nghĩ, Lư Vân a à Lư Vân, ngươi nợ nàng bao nhiêu ân tình, thật sự đếm không hết. Trời đông giá rét băng tuyết, thương tâm khó chịu, Lưu Vân ôm cổ Thiền hề hồi phủ, trong lòng ngây ngốc. Tại cổng hình bộ, hai quan sai canh gác từ đêm khuya ngáp một cái, nước mắt trào ra từ khóe mắt, họ mắng, mụ nội nó đang làm cái quỷ gì vậy? Nửa đêm chúng ta phải thay phiên nhau canh gác, thật là không thể hiểu được. Một quan sai khác bên cạnh, trông rất trẻ, chỉ nghe hắn nói, lão thái ngươi bớt nói lại, uống thêm rượu đi. Nói rồi đưa một bầu rượu qua, để sai họ thái uống một ngụm. Quan sai họ thái kia lau vết rượu trên khóe miệng, mắng, thật là không thể hiểu được, cùng lắm là thiêu chết phạm nhân còn phải làm ẩm ý như vậy, còn phải thay gác đêm, thật là không bằng chó. Tiểu liêu ngươi nói một chút, chúng ta về sau còn có thể sống sao? Quan sai trẻ tuổi kia không để ý tới hắn, chỉ ẩm ừ rồi nhảy lên, hoạt động gân cốt. Lão thái oán trời trách đất, mắng, nhảy cái gì? Về nhà mà nhảy trên người nương tử, đừng làm phiền ta. Quan sai trẻ tuổi cười nói, trời lạnh quá, ta không muốn nhiễm lạnh. Vừa nói vừa lắc lư tay chân, nhảy lên nhảy xuống, càng nhảy càng mạnh. Quan sai họ thái kia tức giận, cầm bầu rượu lên tự rót, không nói gì thêm. Đột nhiên, quan sai trẻ tuổi dừng lại, tựa hồ nhìn thấy cái gì kỳ quái, vẻ mặt rất kỳ lạ. Quan sai họ thái cười nói, cuối cùng cũng dừng lại. Là bị trượt chân sao? Quan sai trẻ tuổi cúi đầu nhìn xuống chân mình, như đang suy nghĩ điều gì, sau đó lại dùng sức nhảy lên. Thấy hành vi kỳ quái của hắn, quan sai họ thái lập tức mắng, cương thi sao, nửa đêm còn cùng người canh gác, con mẹ nó tự ta suối quẩy. Đột nhiên, quan sai trẻ tuổi vấp ngã, cẩn thận nhìn dưới chân mình, nhìn hồi lâu rồi run giọng nói, lão thái, đất có thể nhún. Quan sai họ thái lười để ý, chỉ nhàn nhạt mắng một câu, nhảy cái đầu ngươi. Quan sai trẻ tuổi kia lại không nhột chí gạt tuyết và bùn đất ra, trong chốc lát đã lộ ra một tấm ván gỗ. Quan sai trẻ tuổi kia thấy đồ vật lạ, lắp bắp hỏi, đây là gì? Tại sao lại có một tấm ván gỗ? Quan Sai Họ Thái nhìn xuống, há hốc mồm một lúc, đẩy quan sai trẻ tuổi kia ra, sau đó nằm xuống đất, gõ nhẹ lên tấm gỗ, vừa gõ vừa nghe, chợt cười nói, "Xong rồi." "Xong rồi? Chúng ta phát hiện ra rồi." Quan sai trẻ tuổi kia sừng sốt hỏi, "Cái gì xong rồi?" "Sao lại thế này?" Quan Sai Họ Thái phớt lờ hắn, tự mình nhấc tấm ván gỗ lên, Chợt nhìn thấy đường hầm bên dưới, hắn cười ngặt ngẽo, dường như đã nhìn thấy điều hạnh phúc nhất trên đời. Quan sai trẻ tuổi kia không biết lý do, nếu mày nói, chỉ là một cái đường hầm mà thôi, người rốt cuộc đang cười cái gì? Quan sai họ thái cười nói, tên ngốc nhà ngươi, hai ngày trước không phải có trọng phạm bị thiêu chết sao? Ngươi không nhớ rõ? Quan sai trẻ tuổi vừa mừng vừa sợ, mới rõ sự tình, hắn chỉ run giọng nói, ý ngươi là có người đưa người từ nơi này đi. Quan sai họ thái cười nói, nói ngươi ngu cũng không hẳn ngu. Chúng ta báo sự tình lên trên đi, Giang Đại Nhân đã nhiều ngày để ý đến chuyện này, ngươi nhìn xem, chúng ta còn không lập tức thăng quan phát tài sao. Nói xong cười ha ha lên, quan sai trẻ tuổi cũng vô cùng vui mừng, xoa tay cười hì hì, trong lòng tràn ngập vui sướng. Hai người đang vui vẻ, chợt nghe một tiếng thở dài, ai? Tết nhất, thật không nghĩ phải đi giết người. Quan sai họ Thái nghe thấy giọng nói này đột nhiên xuất hiện, trước đó không có dấu vết gì, không khỏi kinh hãi, đang muốn quay đầu lại quát hỏi, cổ họng đã lạnh, không phát ra được âm thanh nào nữa, tay chân co quắp một lúc rồi chết. Quan sai trẻ tuổi thấy đồng bạn đột nhiên bị giết, trong lòng tràn đầy sợ hãi, hắn miễn cưỡng quay đầu lại, nhìn thấy đứng phía sau một nam tử tuấn tú, hắn mặc áo vàng nhạt, lưng đeo lệnh bài là một công tử quyền quý tới quan sai trẻ tuổi biết mình sắp chết chắp tay quỳ gối khóc lóc ta cầu xin ngươi đừng giết ta đừng giết ta ta cái gì cũng không biết công tử quyền quý ngửa mặt lên trời thở dài lắc đầu nói ta xin lỗi người nhà thê tử của ngươi ta sẽ chiếu cố no ngay lập tức thanh trường kiếm vung ra đã xong nợ với người vị công tử quyền quý cha kiếm vào vỏ đá hai cái xác xuống đường hầm rồi dùng ván gỗ và đất phủ lên để che đậy từ đầu đến cuối tay chân gọn gàng không chút do dự bầu trời đầy sao quý công tử kia ngước nhìn giải ngân hà bao la nhẹ nhàng nói anh hùng thiên hạ ngày nay chỉ có ta và người trọng hải a à, trọng hải người nhất định phải đông sơn tái khởi đừng phụ tâm ý của ta phần này đến đây là hết nếu yêu thích bộ truyện, mong bạn để lại bình luận hoặc theo dõi các phần tiếp theo. Kênh cũng mong nhận được bình luận của các bạn giới thiệu các bộ truyện hay muốn kênh thuật hiện.